đi một mình chủ yếu là để đấy thôi, để farm điểm, leo điểm. Farm điểm, leo điểm là chính chứ còn thì không thì yếu thế cả mà. Ok, được chưa? Bên đấy ông xem được không? Từ 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 từ, hold up. Hơi Từ mờ tí nha, thông cảm nha. Được chưa, được chưa, được chưa? sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi, còn mười mấy giây nữa thôi. Lại đang 40 mấy một giây cơ mà. Anh em có slot doctor nào không? Bọn tôi không có, thông cảm. Bọn tôi không Bọn tôi có. đi mãi không ra được. Bọn tôi mãi mà không ra cái kìa. Cái khó chỗ đấy bởi vì red red drop ra được là hai cái thẻ đấy nó thực sự nó thấp vãi cứt, và tôi đang nghi có nghi vấn là gì nhỉ, hai con đấy server Việt Nam cũng đi theo beta chắc là gì nhỉ? Cũng sử dụng red của beta thấp Ghi vãi cứt, ghi lắm, ghi lắm, ghi lắm. xong rồi sang red zone 2 nhá, nó tăng thêm 8 con bot 3 sao nữa đấy, thì đến lúc đấy ông thường nghĩ xem là được bao nhiêu người có khẩu AK Steelpike. Tôi nghĩ Ôi dùng chắc không đều mở trên được đầu bằng ngón tay. Chrome. Phải có không mở được bằng Chrome chứ. Tôi chịu đấy. Không mở được bằng Chrome thì bật đấy lên mà xem. Còn mẹ thật chắc là tôi phải lấy được từ từ tí đó. Chắc là đau rồi gì? Đã xong Đau rồi xong gì? hết rồi đấy. Cuối cùng là... Rồi lại còn phải lấy thế này nữa. Sự cổ cho nó. Như cái nịt kì. Mua một hòm ba, hòm ba là sáng rồi mà cũng không ra được. Cái khó chỗ đấy, red nó thấp quá. Thành ra là gì nhỉ? Slot rùa với slot double bone Đâu nó có giá đi. ông mở clip của tôi xem nào, ông mở clip của ông xem sao. Ok, thế thì chỗ Bây giờ tôi luôn chưa rút xong. đây ông xem chưa? Đây tôi xem, ông xem rồi. Đấy. Đây, đang đang nhìn thấy màn hình vào game chưa? Rồi, rồi. Đây. Từ đã. Hold up a second. Hình như là ông để setting, ông để setting cái đồ họa nào đây. 1280x720. Không, ý tôi là gì nhỉ? Ý tôi là kiểu setting đồ các thứ nó thấp nhất có thể đúng không hay như thế nào? Có chỗ thấp, có chỗ vẫn bình thường. Cái này là do quay gì nhỉ? Trực tiếp bằng Flash xong rồi up trực tiếp lên Drive. Đấy, thấy chưa? Không thấy gì luôn. Này có cái Tôi này đã như bảo rồi nào? mà. Này này, bố ông bị mà tôi không bị cơ. Đấy, cái rất khó hiểu. Rồi rồi, chưa thế là được rồi. Đây xem lại thêm một round nữa nhá. Không nhìn thấy hình luôn. Đấy, đúng rồi, chỗ ông có vấn đề thật. Tôi đéo hiểu. Tôi cũng hiểu hiểu luôn. Tôi thực sự đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chịu luôn. Chưa nhé Minh Hải ạ, chưa. Nó ba chấm lắm. Ok, thế này thì hai người đi luôn luôn nhỉ. Cũng được, à, từ từ, nhưng mà bên kia có ai không? Bên kia có ai không? Hay bên kia có ai chưa có Steam không? Hay là như thế nào? Sao cơ? Bên Devil toàn có tiền hết rồi à? Hay như thế nào? Chắc là có team hết rồi. Vậy à? Còn nếu mà gì nhờ ông muốn hỏi thì cứ lên đấy cho xem có không. Để tôi lên trước xem cho. Quá trước thì không, tôi đi với kép xì đã. Mẹ bố tao chưa? Mọi người đợi tí nhé. Có 5 người thôi. Có 5 người, có một người AFK. Không đủ đâu. Hai người đi thôi. Muốn đi lắm mà nó lại phải nhẹ quần thật đực. Bây giờ tôi phải vào cái cơ gì nhỉ? Điểm tích lũy này. Đằng nhầm. Sao bảo đi vệ sinh? Bà chị nó lại đang gì nhỉ? Đang dọn dẹp bên đấy. Thế thôi.
Cậu đùa nó, tôi đành phải lại phải chịu khổ vậy, vô sự bà nó. Tại là ông đang cầm á giám đốc đúng không nhỉ, hay Không, là bà là bà rốt, acting.